Chào mừng các em đến với nội dung ôn tập chương 4, dao động và sóng điện từ. Mạch dao động. Mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L, mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C, thành một mạch điện kín. Dùng nguồn điện một chiều để nạp điện cho tụ điện. Hai bản tụ lúc này được tích điện trái dấu. Bản phía trên nối với cực dương của nguồn nên tích điện dương. Chuyển khóa K để tụ điện được nối trở lại với cuộn cảm thành một mạch dao động. Điện tích trong một bản tụ có sự biến thiên, lúc dương, lúc âm, lúc bằng không. Dùng đồ thị để khảo sát sự biến thiên điện tích của một bản tụ. Đồ thị cho thấy điện tích của một bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian. Cường độ dòng điện trong mạch dao động cũng biến thiên theo thời gian. Đồ thị biến thiên của điện tích là đường màu đỏ, đồ thị biến thiên của cường độ dòng điện được biểu diễn bằng đường màu xanh. Điện tích Q của một bản tụ và cường độ dòng điện Y trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng chu kỳ, cùng tần số gốc, nhưng Y sớm pha pi trên 2 so với Q. Điện tích ở một bản tụ có biểu thức Q bằng Q0 cos omega t cộng phi Q. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức Y bằng Y0 cos omega t cộng phi Y. Sự biến thiên của điện tích và cường độ dòng điện trong mạch dao động cũng giống như sự biến thiên của ly độ và vận tốc trong dao động điều hòa. Trong đó, điện tích đóng vai trò giống như ly độ, cường độ dòng điện đóng vai trò như vận tốc. Như vậy, cường độ dòng điện cực đại Y0 bằng omega nhân điện tích cực đại Q0 và phi Y trừ phi Q bằng pi trên 2, tức cường độ dòng điện sớm pha hơn điện tích một góc pi trên 2. Khi mạch dao động hoạt động, điện tích của một bản tụ biến thiên điều hòa theo thời gian. Giữa hai bản tụ xuất hiện một điện trường biến thiên. Điện trường này có cường độ điện trường tỷ lệ thuận với điện tích của tụ điện. Dòng điện biến thiên chạy trong cuộn cảm cũng gây ra từ trường, có cảm từ B tỷ lệ với cường độ dòng điện trong cuộn cảm. Sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích Q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện Y hoặc cường độ điện trường E và cảm ứng từ B trong mạch dao động gọi là dao động điện từ tự do. Mạch dao động có các biểu thức tính tần số gốc omega bằng 1 trên căn LC, tần số F bằng 1 trên 2 pi căn LC, chu kỳ T bằng 2 pi căn LC. Trong đó độ tự cảm L có đơn vị là Henry, điện dung C có đơn vị là Farad. Trong mạch dao động cũng có năng lượng của mạch dao động gọi là năng lượng điện từ. Năng lượng điện từ bao gồm năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. Đối với mạch dao động lý tưởng, tức là không có điện trở trong R, thì năng lượng điện từ được bảo toàn. Khi năng lượng điện trường tăng thì năng lượng từ trường giảm và ngược lại. Điện từ trường. Điện trường và từ trường có liên hệ mật thiết với nhau. Xét một điện tích dao động trong không gian, nó sinh ra một điện trường biến thiên. Điện trường biến thiên này lại sinh ra từ trường biến thiên. Từ trường biến thiên lại sinh ra điện trường xoáy. Điện trường xoáy cũng là điện trường biến thiên. Và như thế, theo thời gian, chúng biến thiên và sinh ra lẫn nhau. Đường sức của điện trường biến thiên và từ trường biến thiên là những đường khép kín. Như vậy, nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian, thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy, tức là điện trường biến thiên. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian, thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín. Như vậy, điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường. Từ trường biến thiên theo thời gian lại sinh ra điện trường xoáy. Hai trường này biến thiên liên quan mật thiết với nhau và là hai trường của một trường thống nhất gọi là điện từ trường. Khi trường điện từ lan truyền trong không gian, nó tạo thành sóng điện từ. Do khả năng lan truyền không cần đến các phân tử vật chất dao động, nên sóng điện từ truyền được trong tất cả các môi trường, rắn, lỏng khí và cả trong chân không. Đây là khác biệt cơ bản nhất giữa sóng điện từ với sóng cơ. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ chính là tốc độ lan truyền của trường điện từ. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với tốc độ ánh sáng 300.000 km/s. Điện trường và từ trường biến thiên
luôn xuất hiện và mất đi đồng thời với cùng tần số. Do đó, chúng luôn luôn cùng pha với nhau. Vector cường độ điện trường và vector cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau và cùng vuông góc với phương truyền sóng. Như vậy, sóng điện từ là sóng ngang. Ngoài ra, sóng điện từ cũng có những tính chất đặc trưng khác của sóng, mang theo năng lượng khi truyền đi, phản xạ và khúc xạ khi đến mặt phân cách các môi trường. Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài km, được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến nên được gọi là sóng vô tuyến. Wi-Fi, sóng di động, sóng truyền hình đều là các sóng vô tuyến. Do tính chất phản xạ trong các môi trường khác nhau của sóng vô tuyến phụ thuộc vào bước sóng, người ta chia sóng vô tuyến thành 4 loại: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài. Bước sóng của sóng điện từ có thể được tính lambda bằng C chia F bằng C nhân T, hoặc theo mạch dao động lambda bằng C nhân 2pi căn LC, với C nhỏ là tốc độ của ánh sáng trong chân không là 3 x 10 18 m trên giây. Tầng điện ly là lớp khí quyển nằm ở độ cao 80 đến 800 km so với mặt đất, là lớp khí quyển nó bị ion hóa rất mạnh bởi tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời. Sao tiếng hát của một cô ca sĩ từ đài phát thanh lại truyền được đến thính giả? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cùng đến với bài học ngày hôm nay nha. Ta đã biết, tai người nghe được âm thanh có tần số từ 16 Hz đến 20 kHz và bản chất của âm thanh là sóng âm, không truyền được xa. Vậy làm thế nào để truyền âm thanh đến thính giả đây? Đầu tiên, ta cần đến chiếc micro. Nó sẽ biến dao động âm thành dao động điện từ cùng tần số. Dao động điện từ này gọi là sóng âm tần. Thế nhưng, nó cũng không thể truyền đi được quá xa. Để hình dung cách truyền sóng âm tần đi xa, ta hãy xem ví dụ sau nha. Khi ta ném một tờ giấy thì nó đi được một đoạn rất ngắn. Nhưng khi ta cho một hòn đá vào tờ giấy và gói lại rồi ném đi, tờ giấy lại đi được một đoạn xa hơn nhiều. Vậy là hòn đá đã giúp tờ giấy đi rất xa. Tương tự như vậy, để truyền được sóng âm tần, người ta sử dụng một sóng điện từ có tần số rất cao gọi là sóng cao tần. Sóng cao tần có bước sóng ngắn nên nó có thể truyền được rất xa. Người ta trộn sóng âm tần và sóng cao tần lại với nhau. Việc làm này gọi là biến điệu sóng điện từ. Bộ phận trộn sóng gọi là mạch biến điệu. Sóng sau khi được biến điệu sẽ được khuếch đại lên để tăng cường độ của tín hiệu truyền đi. Và cuối cùng, sóng này được truyền ra ngoài bằng anten phát. Thính giả muốn nghe đài sẽ cần đến một chiếc radio. Bộ phận thu sóng của radio chính là chiếc anten. Lúc này, muốn nghe được giọng hát của người ca sĩ, thính giả sẽ điều chỉnh nút xoay của chiếc radio để chọn đúng tần số sóng cao tần mang tín hiệu âm tần. Khi đã thu được sóng, radio sẽ tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần nhờ một bộ phận gọi là mạch tách sóng. Thông thường, tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, nên trong radio lại có một bộ phận khác là mạch khuếch đại giúp tăng cường độ tín hiệu sóng âm tần. Cuối cùng, tín hiệu âm tần sẽ đưa đến loa phát. Loa sẽ biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số. Thế là thính giả có thể nghe được tiếng hát của người ca sĩ rồi. Để tóm tắt những nội dung từ đầu đến giờ, thầy sẽ vẽ sơ đồ khối của máy phát thanh và máy thu thanh cho các em dễ nhớ các ý chính nha. Máy phát gồm 5 bộ phận cơ bản là micro để tạo sóng âm tần, mạch phát sóng điện từ cao tần, mạch biến điệu để trộn hai sóng, mạch khuếch đại và cuối cùng là anten phát sóng đi xa. Còn máy thu thanh cũng gồm 5 bộ phận cơ bản là anten thu sóng, mạch chọn sóng, mạch tách sóng để lọc phần sóng âm tần cần nghe, mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần và loa để phát sóng âm đến người nghe. Vậy là qua bài học ngày hôm nay, các em đã nắm được nguyên tắc truyền thanh bằng sóng vô tuyến và giải thích được vì sao chúng ta có thể nghe được giọng của ca sĩ qua đài phát thanh cách chúng ta rất xa.